Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo. Tập 87. Chương 861, Thiên tai pháo. Vẻ mặt phi viên tràn đầy lúng túng giải thích lý do bị bắt, còn đơn giản trình bày chuyện xảy ra gần đây. Năm người Lạp Đạt trợn tròn hai mắt, ngươi nói cái gì? Toàn bộ hoàng tộc khu hoàng tộc bị diệt sạch. 18 đế quốc tổ chức liên quân 10 vạn nguyên pháp sư tiến đánh Quang Diệu hội. Chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, vậy mà xảy ra nhiều chuyện như vậy. Hiện tại tình hình chiến đấu thế nào? Đối với chuyện hoàng tộc bị tiêu diệt, tuy rằng mọi người khiếp sợ, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều. Trái lại cũng bởi vì những gia hỏa này bị giết mà cảm thấy sảng khoái. Phi viên lắc đầu nói, không biết, đoán chừng bây giờ còn đang giằng co, chưa bắt đầu đánh nhau. Chúng ta thừa dịp quan hệ giữa đôi bên khẩn trương, chạy tới cứu ngài, không nghĩ tới, hắc hắc, cũng bị bắt lại. Lạp Đạt cười lên ha hả, coi như ta không uổng công nhận đứa nhi tử như ngươi, còn biết chạy tới cứu ta. Bất quá lão tử chính là một quyền vô địch còn cần các ngươi cứu sao? Lão tử có nhiều biện pháp để chạy thoát, chỉ bất quá bây giờ còn muốn thăm dò nội tinh của đối phương mà thôi. Con mẹ nó đấy, đối với trình độ mạnh miệng của hội trưởng nhà mình, mọi người đều có nhận thức mới. Nhưng cũng không ai dám nói ra, trong lòng ai nấy đều hy vọng Lạp Đạt có biện pháp đem bọn hắn trốn thoát ra ngoài. Phi viên hạ giọng nói, nếu như có thể đem bí mật về cấm nguyên phá giải, chúng ta không những chạy đi, còn nắm giữ được môn thần kỹ này. Vì vậy, cha nuôi, trong khoảng thời gian này người có phát hiện ra gì không? Hai mắt Lạp Đạt sáng lên, ánh mắt nhìn về phía phi viên như nhìn thấy được hy vọng, đúng vậy. Đầu óc của ngươi tốt lắm, nói không chừng có thể hiểu rõ thủ đoạn cấm nguyên của đối phương, đem nó học được, vậy chúng ta không phải dễ dàng trốn thoát. Xịt xịt, phi viên lộ ra nét bối rối, đưa tay ngăn ở trước miệng, thế nhưng không ngăn được giọng nói lớn tiếng của Lạp Đạt. Lạp Đạt, dám chạy đến đây, ta còn tưởng lá gan của ngươi to lắm, không nghĩ tới cũng chỉ như vậy, nhìn tính tình nhát gan của ngươi kìa. Phi viên không nói nên lời, Lạp Đạt lại nói, yên tâm đi. Ta hiểu rõ đạo tặc thủy tinh, chỉ cần chúng ta phối hợp với hắn làm thí nghiệm, liền không quản chúng ta muốn làm gì. Cứ coi như ở nhà, muốn làm gì thì làm nấy. Phi viên sợ hãi, lắp bắp nói, thí nghiệm. Một cỗ hàn khí xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Đám người phi viên thay đồ xong, bị Tô Hạo kéo tới tra hỏi. Tô Hạo rất nhanh biết vì sao căn cứ của mình bị bại lộ. Không thể không nói ra hỏa phi viên thật thông minh, từ lúc sinh ra đã có trí lực như vậy, làm cho Tô Hạo hâm mộ không thôi. Theo ý ngươi, Hiệp hội Nguyên Pháp Sư cũng biết vị trí đảo nhỏ này rồi. Phi viên gật đầu nói, không sai. Hiệp hội chậm chạp không vây quét tới đây, là muốn liên quân đem Quang Diệu hội tiêu diệt, sau đó thuận tay quét ngang một hơi. Tô Hạo nói, vậy bọn họ nghĩ nhiều rồi, liên quân đã bị tiêu diệt sạch. Phi viên như không nghe rõ, ha ha. Cái gì? Tô Hạo không giải thích nhiều, trong khoảng thời gian ngắn các ngươi sẽ không cách nào rời khỏi nơi này, yên tâm sinh hoạt ở đây đi. Đợi thế cục trước mặt ổn định, ta sẽ đem các ngươi thả đi. Vừa nghe đến có cơ hội rời đi, mọi người đại hỉ. Tô Hạo nói, đúng rồi, ngươi tên là phi viên phải không? Có hứng thú tham gia nghiên cứu của ta không? Ta đối với phương pháp suy nghĩ của ngươi rất tò mò đấy. Phi viên, nghiên cứu cái gì? Tô Hạo nói, về đại não cùng phương diện tư duy. Hít, đại não, ta có thể từ chối không? Tô Hạo cười, không rồi. Phi viên cầm nín. Tô Hạo sớm có ý định thăng cấp đại não cho mình, một mực thu thập đại não thiên tài. Đều nói đầu óc mọi người giống nhau, nhưng với tư cách là tiên tri nhân Tô Hạo hiểu rõ một điều, thực tế đại não khác biệt như ngày với đêm. Hắn rất hâm mộ mấy gia hỏa sinh ra đã là thiên tài, đúng là thật may mắn. Mà hắn thì sao? Để muốn bản thân trở thành thiên tài, còn phải tặng cho mình một ống tiêm. Chỉ có thể nói, mỗi người một mệnh. Cũng may chính là, Tô Hạo có quả cầu không gian, còn mấy thiên tài khác hoàn toàn không có được. Chỉ cần nghiên cứu đúng hạn, đại não của thiên tài chính là đại não của Tô Hạo. Vừa nghĩ đến điều này, ánh mắt Tô Hạo nhìn phi viên, càng nhìn càng cảm thấy hứng thú. Bất quá,
chỉ mình Phi Viên còn không đủ, hắn còn cần thu thập đủ loại tư duy thiên tài, đến hiệp trợ hắn bổ sung số liệu về thiên tài, sau đó tiến hành thăng cấp cho tiên tri nhân. Sau khi Tô Hạo rời đi, Hương Ly rầu rĩ nói, Phi Viên, ngươi tin lời đạo tặc thủy tinh là thật không? Liên quân thật sự bị tiêu diệt. Phi Viên nói, đại khái là thật, mở ra cấm nguyên, bao nhiêu người đều không có tác dụng, 10 vạn nguyên pháp sư cũng chỉ là người bình thường không sai biệt lắm. Căn cứ thủ đoạn của đối phương, đem liên quân tàn sát, cũng chỉ mất nửa tiếng. Như vậy cũng giải thích vì sao đối phương mất một chút thời gian liền quay về. Hơn nữa, đạo tặc thủy tinh là người thế nào? Cần nói dối với mấy tiểu lâu la như chúng ta sao? Khí lực của Hương Ly giống như mất hết, lại khó hiểu hỏi, Phi Viên, sao ngươi đem phương pháp tìm được đảo nhỏ nói cho hắn biết? Còn nói hắn là hiệp hội đã biết vị trí của hắn. Nếu không nói, đợi hiệp hội đánh tới, sẽ cứu chúng ta. Phi Viên nói, hoàn toàn sai rồi, ta chính là lo lắng người hiệp hội đánh tới, lại nói cho hắn biết vị trí của đảo nhỏ đã bị bại lộ đấy. Vẻ mặt mấy người trở nên mông bức, ha, các ngươi quên chúng ta bị bắt thế nào rồi sao? Các ngươi còn cho rằng sẽ có người cứu chúng ta đi. Đừng ngây thơ, trước khi tìm được biện pháp phá giải cấm nguyên, phái bao nhiêu người tới cũng vô dụng, cuối cùng đều bị hắn bắt làm tù binh. Ta chính là muốn nói cho hắn biết vị trí đã bị bại lộ, ám chỉ hắn mau chóng đổi vị trí, bởi vì ta không muốn nguyên pháp sư khác bị bắt lại. Hương Ly giật mình, đột nhiên cảm thấy không đúng, ngươi không phải đoán hắn có thể nghe lén chúng ta nói chuyện sao? Điều ngươi nói đều là ám chỉ, còn gì cần lớn tiếng như vậy? Phi Viên tự tin nói, đạo tặc thủy tinh vơ vét của cải của dân chính là thần tượng của ta, ta nói hay không hắn đều hiểu. Đám người Hương Ly đều câm nín. Tô Hạo lại tiến nhập vào trạng thái nghiên cứu, về phần chuyện liên quân bị toàn diệt, ngoại giới phản ứng ra sao, hắn cũng không để ý tới nhiều. Loại chuyện này còn cần Hiệp hội Nguyên Pháp Sư cùng 17 đế quốc tiêu hóa, để cho bọn họ hiểu rõ một điều, tiếp theo sẽ đối nghịch với dạng nhân vật gì, cùng cân nhắc lợi hại trong đó. Tốt nhất là ở bên trong nội bộ đối phương xuất hiện mâu thuẫn, giảm bớt lực cản cho kế hoạch Tô Hạo. Thành phố Tân Kỳ, đại độ thị cấp thế giới. Vẫn là ở tổng bộ Hòa Bảo Nguyên Pháp Sư. Hòa Pháp Sư cùng với 17 vị đế vương đều an vị, vẫn chống vị trí hạ đế khu Hoành Tuyên. Vừa mới bắt đầu họp ai nấy đều trầm mặc, không có người trước tiên lên tiếng, bởi vì thật sự không biết nên nói gì, bắt đầu từ đâu. Không biết qua bao lâu, trên mặt Hòa Pháp Sư mang theo nụ cười ôn hòa, chậm rãi nói, chư vị đế vương, xem ra thực lực của Quang Diệu Hội vượt qua dự đoán của chúng ta. Không biết mấy vị đế vương tiếp theo có kế sách gì? Có kế sách sao? Có đã sớm lấy ra dùng rồi, còn phải ngồi chung với nhau sao? Sự tình phát triển vượt qua dự đoán của mọi người, bao gồm là Hòa Pháp Sư một mực bình tĩnh, không, nói đúng ra, ngoài trừ ba người Tô Hạo, thì toàn bộ người trên thế giới không ai dự đoán được chuyện này. Không ai có thể nghĩ tới sẽ lấy phương thức này kết thúc chiến tranh. Trước khi chuyện xảy ra, không có người nào tin là thật, quả thật nghe quá rợn người, nhưng sự thật chính là như vậy. Trình độ uy hiếp của Quang Diệu Hội, sau khi xảy ra sự kiện, tất cả đều nâng cao đến trình độ cao nhất. Trầm mặc một hồi, Vân Đế dẫn đầu lên tiếng, tính uy hiếp của Quang Diệu Hội đã đạt đến trình độ diệt thế. Không nhanh chóng ngăn chặn, toàn bộ thế giới sẽ lâm vào hắc ám, bổn hoàng hy vọng chư vị đế vương coi trọng. Vì vậy, bổn hoàng đề nghị 17 đế quốc chúng ta phá lệ sử dụng thiên tai pháo, đem toàn bộ lãnh địa Quang Diệu Hội phá hủy. Thiên tai pháo, mấy đế vương ngồi ở đây đều chấn động, mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Đến cả Hòa Pháp Sư cũng phải chậm rãi thu hồi nụ cười tươi của mình. Chương 862, không biết sống chết, 1. Thiên tai pháo chính là siêu cấp vũ khí nắm giữ trong tay hoàng tộc, đây mới chính là vũ khí diệt thế thật sự. Một pháo bắn ra phá hủy một đại thành thị. Tất cả mọi người đều hiểu rõ ý tứ của Vân Đế. Chính là mặc kệ dân chúng sống trong thành thị do Quang Diệu Hội chiếm đóng, trực tiếp dùng thiên tai pháo, đem toàn bộ thành thị Quang Diệu Hội sở hữu phá hủy. Bọn hắn đều tin tưởng, dưới thiên tai pháo, Quang Diệu Hội cho dù lợi, hại thế nào, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà hoàng tộc nắm giữ thiên tai pháo, đây chính là nguyên nhân vì sao Hiệp hội phải ký hiệp định bảo vệ sự chính thống của hoàng tộc. Kế tiếp đến phiên biểu quyết rồi. Chỉ cần có 2/3 vị đế vương ở đây giơ tay đồng ý, đồng thời Hòa Pháp Sư không lên tiếng phản đối,
như vậy sẽ thuyên chuyển thiên tai pháo tới khu Hoành Tuyên, hủy diệt thành thị Quang Diệu Hội. Gia đế trẻ tuổi Chính Nghĩa dẫn đầu nhấc tay nói, Quang Diệu Hội làm nhiều tội ác, đáng chết. Mấy vị đế vương khác nhau nhìn nhau, lại cúi đầu trầm tư, ánh mắt chuyển tới Thân Hòa Pháp Sư. Sau đó cả đám đều có lý do riêng của mình, nhấc tay đồng ý vận dụng thiên tai pháo, triệt để đem Quang Diệu Hội tiêu diệt. Nhưng mà loại vũ khí mang tính hủy diệt này, cuối cùng có thể được điều động hay không, còn phải xem ý kiến của Hòa Pháp Sư. Hòa Pháp Sư trầm ngâm một hồi, nhàn nhạt mở miệng nói, đối với chuyện này, ta bỏ phiếu trắng. Chúng đế vương hài lòng nói, đã thành. Thiên tai pháo lần nữa xuất hiện hơn nghìn năm, đây chính là vũ khí uy hiếp vận mệnh đế quốc, cũng là một trong những nguyên nhân khiến các đế quốc ngồi lại một chỗ đàm phán. Ngoài trừ hoàng đế cùng nhân vật cấp cao trong hoàng cung ra, thì những người khác đều không biết đến chuyện này. Lần này quyết định sử dụng thiên tai pháo, đám đế vương ở đây cũng có tâm tư muốn thể hiện sức mạnh của hoàng tộc. Chỉ khi có sức mạnh tuyệt đối mới có thể khiến tất cả mọi người e ngại, mới có thể khiến những người dưới đáy xã hội trở nên thành thật. Thế giới này hòa bình quá lâu, khiến tất cả mọi người quên mất sự đáng sợ của đế quốc thế nào. Không nghĩ tới thậm chí có người tự nhận mình nắm giữ lực lượng cường đại, dám ra tay với hoàng tộc, trực tiếp tiêu diệt hoàng tộc khu Hoành Tuyên. Những người kia thật sự không biết hoàng tộc là ai sao? Quả thật, không biết sống chết. Thời điểm người Quang Diệu Hội thu dọn chiến trường, nội tâm ai đấy đều run lên. Đây là lần đầu tiên đại não của bọn họ bị bốn chữ không thể tin nổi nhét kín, đồng thời trong lòng sinh ra một loại cảm xúc khó hiểu, làm bằng hữu của Chí Bằng cũng không tệ lắm. Giống như lời nói lúc trước của Á Sơn đối với Chí Bằng, không cần vội ra tay ngăn cản quân địch, đợi đến thời điểm đồng minh tuyệt vọng, ra tay giải cứu mới mang lại cảm xúc lớn nhất. Hiện tại không ít người trong Quang Diệu Hội đối với tương lai tràn đầy tin tưởng, đến cả người bình thường cũng hy vọng vào tương lai mà Quang Diệu Hội mang tới. Tất cả mọi người đều cảm thấy Quang Diệu Hội cuối cùng sẽ phá vỡ thế thống trị của hoàng tộc, làm cho thế giới này càng trở nên tốt hơn. Chí Bằng đem thống kê chiến lợi phẩm giao cho Á Sơn, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, cổ Á Sơn tiên sinh, các ngươi làm sao ở trong khoảng thời gian cực ngắn tiêu diệt liên quân 18 đế quốc vậy? Thật khó tin mà. Á Sơn một bên nhìn danh sách nguyên khí, một bên tùy ý nói, khó tin, là đúng rồi, nếu ngươi có thể hiểu rõ được sức mạnh của chúng ta, đó mới là điều kỳ lạ. Chí Bằng thấy Á Sơn không nói, hắn cũng không thèm để ý, lại nói tiếp, đúng là như vậy, thật khó có thể tin. Cổ Á Sơn tiên sinh, ta dựa theo biện pháp của ngài mà phân phó, bắt đầu từng bước tiếp quản công tác quản lý các thành thị khu Hoành Tuyên. Tốn chút thời gian đã đem sinh hoạt khu Hoành Tuyên khôi phục lại vẻ bình thường. Chỉ cần 5 năm, ta tin chắc mình sẽ đem khu Hoành Tuyên trở nên tràn đầy sức sống. Á Sơn gật đầu nói, ngươi có lòng tin là được rồi, hết thảy dựa theo kế hoạch để làm việc. Khởi nghiệp là quá trình gian khổ nhất, ngàn vạn lần không nên tin lời người khác làm chuyện lung tung, nên hỏi nhiều ý kiến của bằng hữu cả ngươi, đã hiểu chưa? Bước đầu tiên của kế hoạch chính là Chí Bằng ở trong địa bàn của mình khống chế tiến hành tổ chức đại hội động viên, kết giao thêm nhiều bằng hữu. Sau đó nhờ bằng hữu giúp vượt qua giai đoạn thiếu thốn nhân thủ. Chí Bằng lộ ra nụ cười tươi, đã hiểu. Ngài yên tâm, chuyện kết giao bằng hữu ta làm rất chuyên nghiệp. An bài hết thảy thỏa đáng, A Sơn liền mang theo chiến lợi phẩm quay về căn cứ. Tô Hạo đem tin tức đại não của phi viên ghi chép vào quả cầu không gian, sau một phen nghiên cứu, cũng không thu được tin tức gì hữu dụng. Để muốn tìm được điểm mấu chốt tăng lên đại não, còn kém quá xa. Ít nhất cũng cần phải có hơn 1.000 dữ liệu đại não của thiên tài mới có cơ hội giải mã sự huyền bí của đại não đi. Nếu tương lai có cơ hội đi tới thế giới thám tử, vậy liền có cơ hội phá giải sự huyền bí của đại não. Ví dụ như gặp được cỏ năn. Đương nhiên, nghĩ tới là được rồi. Tô Hạo đem số liệu trên màn hình lưu lại, rời khỏi quả cầu không gian. Nếu như tạm thời không cách nào biết được sự huyền bí của đại não, vậy liền không cần phải vội, làm tốt công tác tiền kỳ, sau đó yên lặng chờ đợi tương lai. Hôm nay đã chính diện đánh tan quân đội của hoàng tộc, chỉ cần làm tốt công tác chuẩn bị, sau đó tìm cơ hội tiêu diệt 18 hoàng tộc, nâng đỡ Quang Diệu Hội lên sân khấu. Làm xong những chuyện này, có thể danh chính ngôn thuận tìm Hiệp hội Nguyên Pháp Sư hợp tác. Tô Hạo tin tưởng, lúc ấy Hiệp hội Nguyên Pháp Sư nhất định sẽ không từ chối. Nếu từ chối, Tô Hạo cũng đã có biện pháp. Cùng lắm thì đem những người cự tuyệt hợp tác ở trong hiệp hội giết sạch, thật sự không được nữa thì để Chí Bằng biến bọn họ thành bằng hữu.
còn tệ nhất thì đem toàn bộ Hiệp hội Nguyên Pháp Sư phá hủy, sau đó bản thân thành lập Quang Minh Hội. Các bạn đang nghe chuyện Nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 863, không biết sống chết, 2. Còn rất nhiều biện pháp, rất nhiều, tổng thể có thể thực hiện, thế giới lớn như vậy, người rất nhiều, chắc chắn sẽ có người nguyện ý hợp tác với Tô Hạo. Kế tiếp, kiên nhẫn, chờ qua, một đoạn thời gian, chờ hoàng tộc cùng Hiệp hội Nguyên Pháp Sư từ bỏ chống cự. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, ta có thể tiếp tục nghiên cứu vector hóa nguyên. Tô Hạo trước cho mình một tầng ngăn cách khí ức chế hóa nguyên, sau đó cầm ra một khối nguyên châu, rút ra một tia nguyên chuyển hóa thành cái bát sắt. Trong bát dần dần xuất hiện bùn đất rất nhanh ẩm ướt, biến thành một chén nước bùn đục màu. Thời điểm Tô Hạo lần đầu tiên gặp hội trưởng cổ nhân đã hướng Tô Hạo biểu hiện ra năng lực Nguyên Pháp Sư Kim Chi. Nguyên Pháp Sư Kim Chi có thể đem nguyên chuyển hóa thành một vài vật chất thông thường. Nhưng mà, những vật chất này thực chất cũng không phải là vật chất thật sự, nguyên còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành vật chất. Theo ta nghĩ, muốn dùng nguyên chuyển hóa thành vật chất cũng không đơn giản như vậy. Sau khi hấp thu xong thành quả nghiên cứu của Á Sơn, Tô Hạo liền xâm nhập nghiên cứu về hiệu quả năng lực của Nguyên Pháp Sư. Để muốn thông qua nguyên, trực tiếp chuyển hóa thành huyết khí cùng linh lực để hắn sử dụng. Nếu như thành công, như vậy liền không cần tốn nhiều thời gian để chuyển hóa huyết khí cùng tích lũy linh lực nữa rồi. Nhưng mà, muốn làm được điểm này, khẳng định sẽ rất khó. Tô Hạo nhìn cái chén bát đựng nước bùn trước mặt, thoạt nhìn so với bình thường không khác biệt lắm, nhưng cũng không phải như thế. Bát sắt cùng nước bùn này, chẳng qua dưới sự dẫn dắt của Tô Hạo dùng vector hóa nguyên biến đổi, chỉ là biểu hiện lừa dối mà thôi. Loại biểu hiện lừa dối này đến tận cả phương diện vĩ mô, có đủ bộ phận thuộc tính vật chất thật. Ví dụ thanh sắt mà do nguyên hóa thành, vẫn có mấy tính chất như dẫn điện, cứng rắn. So với thanh sắt bình thường không khác biệt, lại ví dụ như nước do nguyên chuyển hóa ra, có thể rửa tay. Nhưng dù sao cũng không phải vật chất chân chính, nếu không có người tiếp tục duy trì nguyên, rất nhanh sẽ tan vỡ. Tô Hạo đem những vật chất do Nguyên Pháp Sư Kim Chi chuyển hóa ra, gọi là kết quả tạm thời của hệ chất. Nói cách khác, nếu hắn có thể dùng nguyên chuyển hóa ra linh lực cùng huyết khí, từ mặt ngoài cùng tính chất nhìn không khác gì linh lực cùng huyết khí thật, nhưng lại không thể kích hoạt phù văn, cũng không thể sử dụng thuật pháp. Kể từ đó, linh lực được chuyển hóa từ nguyên, có tác dụng gì chứ? Nếu vật chất không thể ứng dụng cụ thể, như vậy giá trị của nguyên đối với Tô Hạo sẽ giảm bớt rất nhiều. Ý niệm trong đầu hắn khẽ động, ngăn nguyên duy trì, đem chiếc bát sắt đựng bùn chuyển tới không gian độc lập, lặng lặng chờ đợi kết quả tạm thời của hệ chất tự động tan vỡ. Chừng nửa tiếng sau, nước bùn trong bát sắt mất đi màu sắc, như là bị axit mạnh ăn mòn, dần dần heo rút lại, lại như bị phong hóa, bồng bềnh tản ra. Nguyên bản một chén nước bùn, rất nhanh biến mất không thấy, ở chỗ cũ chỉ còn lại từng chút bột phấn màu đen, nằm trong không gian độc lập. Tô Hạo dẫn dắt huyết khí dũng mãnh tràn vào, rất nhanh đem những bột phấn màu đen còn sót lại, ghi chép vào quả cầu không gian. Ý thức tiến vào quả cầu không gian, quan sát những bột phấn màu đen kia. Không biết qua bao lâu, ý thức Tô Hạo lui ra ngoài, đem những bột phấn màu đen này bỏ vào trong ống nghiệm, dán lên tờ giấy, sau đó đặt lên trên một cái kệ. Trên kệ lúc này sớm đã bày một đống ống nghiệm đựng vật chất màu đen, hiển nhiên trước Tô Hạo đã làm không ít thí nghiệm này. Tô Hạo nhìn vào những ống nghiệm, lâm vào trầm tư, sau khi mất đi Nguyên Pháp Sư duy trì, kết quả tạm thời của hệ chất chỉ tồn tại nhiều nhất 2 canh giờ. Sau đó dần dần tan vỡ biến thành vật chất chân thật, đồng thời hấp thu đại lượng năng lượng còn lại. Vật chất cuối cùng xuất hiện ra thứ gì, được quyết định bởi kết quả tạm thời của hệ chất. Ví dụ như chén nước bùn vừa rồi biến mất, tạo thành loại bột đen, mang theo đặc tính đơn giản của kim loại, có chút silic, lưu huỳnh, lân, còn có hydro, cùng với thể khí. Vừa vặn đối ứng lẫn nhau, thoạt nhìn Nguyên Pháp Sư chế tạo cho ra kết quả tạm thời mang theo tính chất gì, sau khi co lại liền đạt được tính chất tương ứng với vật chất. Nhưng cũng không phải như thế, ít nhất ta không cách nào trực tiếp đạt được linh lực cùng huyết khí, thứ nhận được cũng chỉ là một vài đồ vật bên ngoài, không dùng được. Như vậy, quy luật nén của nó rút cuộc là gì đây? Làm như thế nào để trực tiếp đạt được linh lực cùng huyết khí, cùng với vật chất mà ta mong muốn? So sánh với số liệu lúc trước thí nghiệm,
vẫn như cũ khó giải, Tô Hạo chỉ có thể lần nữa lấy ra một quả nguyên châu. Tiếp tục thí nghiệm, xem ra, đây chính là hạng mục cần trường kỳ thời gian thực hiện nha. Chương 864, Nhạc tiêu cùng. Chuyện 17 đế quốc điều động thiên tai pháo là hành động bí mật, đám bằng hữu Chí Bằng cùng đám người Tô Hạo không cách nào biết được. Bất quá dù cho Tô Hạo có biết, cũng sẽ không để trong lòng, hắn muốn bên phía Hiệp hội Nguyên Pháp Sư đem thủ đoạn mạnh nhất của mình ra dùng, sau đó mới dùng thực lực tuyệt đối phá vỡ để đạt thành hợp tác sau này. Nếu không trước mặt làm một kiểu, sau lưng làm một kiểu, sẽ cho hắn thêm càng nhiều phiền toái. Hơn nữa, sự tình đã giao cho Á Sơn đi làm, hắn cũng tin tưởng vào năng lực của Á Sơn. Vì vậy, Tô Hạo liền ở trong căn cứ nghiên cứu về khí biến đổi nguyên thành linh lực, huyết khi, mau chóng đưa ra quy luật tổng kết vật chất đặc biệt chuyển hóa thành nguyên. Mà Á Sơn mỗi ngày ngoài trừ dành chút thời gian ra để nghiên cứu tân đoạn tinh thần của Nguyên Pháp Sư ra, thì thời gian còn lại đều đặt lên Quang Diệu Hội. Vững vàng vượt qua Hiệp hội Nguyên Pháp Sư, tiếp thu công tác quản lý thành thị, sau khi hoàng tộc khu Hoành Tuyên bị diệt sạch, những thành thị lâm vào bất ổn cũng dần dần khôi phục lại trật tự. Quá trình này, Hiệp hội Nguyên Pháp Sư khu Hoành Tuyên cũng nhìn thấy, nhưng cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt, không nhúng tay tới. Ngược, lại đưa đến bất mãn của 17 đế quốc. Cũng không phải Hiệp hội Nguyên Pháp Sư không muốn nhúng tay, mà tình cảnh 10 vạn Nguyên Pháp Sư bị tiêu diệt vẫn còn ở trước mặt, dưới tình huống không biết thủ đoạn cuối cùng của Quang Diệu Hội, không ai dám đứng ra chống đối. Bọn hắn cân nhắc lợi hại, phát hiện cái mạng nhỏ mình quan trọng nhất, mà Phong Thành. Từ khi A Tinh cùng A Vọng mở ra thế giới quan cho hắn, hắn liền có thú vui của mình, chính là ở khắp đại thành thị tìm nơi ngủ qua đêm. Hắn vô cùng ưa thích đi đến thành thị mới, tìm nơi nhiều người hay đi tới nhất, nếu cảm thấy hài lòng, sẽ giấu lại một định vị thạch, thuận tiện lần sau ghé thăm. Kết quả chính là, chuyện này dẫn tới hắn thích đi du ngoạn, tìm kiếm kích thích mới. Ngày hôm nay, Phong Thành làm xong bài tập của mình, lại nhịn không được nội tâm sao động, truyền tống rời khỏi tiểu thế giới, đi tới một đại thành thị. Tòa thành thị này mấy hôm trước hắn đã tới, cũng không còn nhiều thú vui. Trong khoảng thời gian đi du lịch này, hắn cũng nghe nhiều người nhắc tới đại thành thị của thế giới này, thành phố Tân Kỳ, vì vậy đây chính là mục tiêu của hắn. Bởi vì nghe nói thành phố Tân Kỳ có hội sở lớn nhất thế giới, gọi là Nhạc Tiêu Cung, bên trong vô số chân bảo, chỉ cần có tiền, có thể thanh xuân mãi mãi, tiêu tán tinh lực trong đó. Phong Thành liền mong chờ. Mục đích tối nay của hắn chính là tới thành phố Tân Kỳ, tìm nơi gọi là Nhạc Tiêu Cung. Đúng lúc này, hắn cách thành phố Tân Kỳ không xa. Trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên hướng ra ngoài thăm dò, đi qua không ít thành thị, thấy không ít danh nhân, tự xưng mình cũng là người kiến thức rộng rãi. Lần này đến đây muốn nhìn một chút, hội sở đỉnh cấp được người khác phong hào, đến tột cùng là gì. Phong Thành tới thành phố Tân Kỳ xong, liền dùng tiền mở đường, thuần thục tìm được Nhạc Tiêu Cung. Đây không phải là hội sở bình thường, mà là một tòa thành. Diện tích Nhạc Tiêu Cung hơn 2.000 mẫu, có thể nói bằng với một trường đại học cỡ nhỏ. Ở giữa cung điện phân phố đủ loại lầu các, cao thấp bất đồng, mỗi thứ đều có đặc sắc riêng, lại tráng lệ. Đứng ở cổng có thể thấy được hòn núi giả, đường đi được làm bằng gạch đá tỉ mỉ, xung quanh có bãi cỏ, hồ nước. Trên vách tường trắng vẽ đủ loại nữ tử phong trần, có lạnh lùng, đoan trang, dịu dàng, ấm áp, mềm mại, vũ mị. Phong cách gì cũng có, đem nơi đây biến thành mộng tưởng mà nam nhân nhắm tới. Có phòng dưới ảnh đèn hiên lên giải lụa hồng, khiến cho người khác miên man bất định. Toàn bộ Nhạc Tiêu Cung vô cùng náo nhiệt, khách lui tới liên hồi, đều ăn mặc quý phái, nối liền không dứt, du đãng bốn phía, top 5 top 3 đàm tiếu vui vẻ, tìm kiếm giai nhân mình thích. Đương nhiên, nơi thu hút nhiều người nhất chính là Hoa Điện, đây là nơi nhiều nam sĩ lui tới nhất, cũng là nơi có nhiều cô nương nhất. Tuy Nhạc Tiêu Cung có rất nhiều nơi vui chơi, nhưng mấy nơi khác không liên quan gì đến Phong Thành. Mục đích của hắn chính là Hoa Điện. Hắn đi tới, mở rộng tầm mắt, không ngừng cảm thán, kẻ có tiền thật biết chơi, 2 ngày nữa mang A Tinh và A Vọng tới đây. Phong Thành dạo qua một vòng, sợ tìm kiếm quá chậm lại trở nên nôn nóng, vì vậy tìm một chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại, thần niệm cường đại tỏa ra, quét toàn bộ phạm vi Hoa Điện, tìm kiếm gu của mình. Hít, không tệ, chờ đã, bên này cũng là gu của ta, đánh dấu vào trong thức thai đã, hoa, người này cũng rất xinh. Phong Thành à Phong Thành,
không nghĩ tới ngươi lại dễ thay lòng đổi dạ như vậy. Chỉ là Phong Thành không nghĩ tới, thần niệm mới quét qua, ai nấy đều là gu của hắn, làm cho hắn trở nên khó lựa chọn. Nhìn một chút, hắn đột nhiên phát hiện tình tiết kỳ lạ. Hít, là hai cô nương. Các nàng vẫn còn trò chuyện phiếm, hơn nữa còn rất vui vẻ, không biết các nàng đang nói chuyện gì. Nếu không sử dụng thức thai phân tích khẩu âm đi. Lòng hiếu kỳ của Phong Thành bị hai cô nương cực phẩm thu hút, liền tò mò muốn biết nội dung trò chuyện của bọn họ. Bảo bối, ngươi giỏi quá. Nữ hoàng bệ hạ, có thể được ngươi thưởng thức, là tiểu phúc của tiểu nữ. Tất nhiên sẽ đem nữ hoàng bệ hạ hầu hạ cho tốt, ngài thật sự thật xinh. Bảo bối, miệng nhỏ của ngươi thật, thật to. Phong Thành một bên kêu to ngọa tào, thật kích thích. Vừa nghe vừa nhìn, càng khiến hắn tập trung tinh thần. Rất nhanh, Phong Thành lại nghe được nội dung kỳ lạ. Cũng phải cảm ơn Quang Diệu hội. Nếu không bổn hoàng sao có thể tới thành phố Tân Kỳ, làm sao quen biết bảo bối ngươi chứ? Nói đến đây, ngươi cùng bổn hoàng quay về khu lợi nguyên đi. Bổn hoàng sẽ phong ngươi làm sủng phi. Thật, thật sự. Bệ hạ nguyện ý thu nhận tiểu nữ. Đương nhiên, bổn hoàng nói lời giữ lời. Cảm tạ bệ hạ. Bất quá, lúc nào tiểu nữ mới có thể cùng bệ hạ trở lại Quang Diệu hội? Chỉ sợ khó giải quyết. Bảo bối yên tâm, chúng ta đã nhất trí vận dụng thiên tai pháo, không đến 2 tháng, có thể triệt để tiêu diệt đám chuột cống đó. Khi đó bổn hoàng dẫn ngươi đi. Phong Thành kinh ngạc, thiên tai pháo? Cái gì vậy, chưa từng nghe nói qua. Nghĩ đến, hắn vào trong nhóm chat nhắn tin hỏi, hai vị lão đại, các ngươi nghe qua thiên tai pháo chưa? Á Sơn rất nhanh trả lời, gì vậy? Phong Thành lại nói, nghe nói dùng để chuẩn bị đối phó với Quang Diệu hội, không biết là thứ gì. Á Sơn, nghe chỗ nào? Phong Thành nói, khục khục, ở Nhạc Tiêu cung thành phố Tân Kỳ. Á Sơn lão đại nếu cảm thấy hứng thú, lần sau ta mang ngươi tới, rất kích thích. Á Sơn nói, không cần, bất quá thứ này nghe không đơn giản, ai nói, đưa bọn hắn mang về đây cho ta. Phong Thành, đã rõ. Á Sơn lão đại đợi một chút, ta đây liền mang ngươi về. Trong nhóm chat không trả lời, Phong Thành lập tức hành động. Nữ tử tự xưng bổn hoàng tựa hồ rất có thế lực, xung quanh cung điện của nàng ngoài trừ phòng ngủ, đều bố trí một đống nguyên pháp sư bảo vệ, căn bản không cho phép kẻ lạ nào tới gần. Bất quá chuyện này cũng không làm khó được Phong Thành, hắn tiện tay bố trí trận pháp, sau đó thân hình biến mất, thoáng cái xuất hiện ở trong khuê phòng. Thần niệm nhìn thấy cũng không bằng hai mắt nhìn vào. Nhìn cảnh này khiến cho Phong Thành muốn cùng các nàng vận động. Bình tĩnh, bình tĩnh, tĩnh tâm hòa khí, chính sự quan trọng hơn. Hắn lặng lẽ đi tới, dùng một cái định thân thuật khiến hai nữ tử đang ôm nhau bị chế trụ. Nhìn biểu cảm kinh ngạc của hai người bọn họ, cùng thanh âm ừ ừ phát ra từ cổ họng, tựa hồ đang cầu cứu. Nhưng loại thanh âm này, căn bản không có người nào phát giác đây là tiếng kêu cứu. Phong Thành tiện tay giật xuống ga trải giường, phất một cái, đem hai người quấn lại, lại chậm gì khởi động truyền tống trận. 3 giây sau, Phong Thành mang theo hai nữ tử truyền tống rời đi, về tới căn cứ trong tiểu thế giới. Căn phòng nóng bỏng, trở nên trống rỗng. Phong Thành mang theo hai người tới phòng thí nghiệm của Á Sơn. Tiếp đó, như đem vật quý hiến lên trên nói ra, Á Sơn lão đại, ta đã mang người về. Kế tiếp nên hỏi thế nào? Á Sơn nhìn hai người dùng tư thế quái dị ôm nhau, bên ngoài bọc một tấm màn mỏng, trong lúc nhất thời không biết nói gì. Phong Thành nhìn thấy ánh mắt quái dị của Á Sơn, nghi hoặc nhìn về hai nữ tử trên tay. Biểu cảm các nàng hoảng sợ, toàn thân không thể động đậy, một tấm ga giường cũng không giúp các nàng tránh khỏi cảnh xuân lộ ra ngoài, so với phòng thí nghiệm, tình cảnh không thích hợp. Phong Thành vỗ trán một cái, nguy rồi, quên đem y phục của các nàng theo. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 865, bị bắt làm tù binh, 1. La hét một đoạn thời gian, hai cô nương này mới hiểu rõ tình cảnh của bản thân hiện tại, dần dần tỉnh táo lại. Một trong những nữ tử trong đó tự xưng mình là Nhận Đế, nữ hoàng khu lợi nguyên, ra lệnh Á Sơn cùng Phong Thành trong vòng một ngày. Đem nàng đưa về thành phố Tân Kỳ, tổng bộ Hòa Bảo Nguyên Pháp Sư, khi đó có thể miễn tội chết cho hai người, nhưng tội sống khó tha. Người còn lại ra làm chứng đó là Nhận Đế thật sự. Điều này khiến cho Phong Thành không ngờ tới, bản thân vậy mà cầm về một vị hoàng đế,
hắn còn tưởng lời nói của hai người bọn họ lúc trước là trò chơi trên giường đấy. Bất quá có phải là hoàng đế hay không, đối với Phong Thành cũng không hề quan trọng, thứ hắn quan tâm đến là thiên tai pháo mà mình nghe được, đến cùng là vật gì. Nhưng hỏi qua nhận đế lại cắn chặt răng không nói, cũng phủ nhận tồn tại của thiên tai pháo. Vì vậy Phong Thành đem nhận đế mang tới cho Chí Bằng nói chuyện phiếm, nhận đế rất nhanh trở thành bạn tốt của Chí Bằng, không có gì giấu giếm, móc tim móc phổi nói ra. Ngắn ngủn hơn 2 tiếng, Chí Bằng liền từ chỗ nhận đế lấy được tin tức về thiên tai pháo. Vẻ mặt Chí Bằng tràn đầy nét khó tin, không ngờ tới 18 đế quốc lại có loại vũ khí hủy diệt cả một tòa thành thị. Phong Thành tỏ ra không sao cả, coi như cũng được. Chỉ là hủy diệt một tòa thành thị mà thôi, không có gì ghê gớm, dùng Nguyên Châu để làm được điểm này, không khó. Sắc mặt Chí Bằng khó coi đến cực điểm, thế nhưng mà, bọn hắn định dùng vũ khí này hủy diệt cả một tòa thành thị, đem mọi thứ phá hủy, kể cả người dân trong thành. Phong Thành khẽ cười nói, Chí Bằng, ngươi làm lão đại quang diệu hội lâu như vậy mà đối với chiến tranh hoàn toàn không biết gì. Nếu dùng ánh mắt nhân từ đi đối đãi với đối thủ của ngươi, thì chưa bắt đầu đã định trước thất bại. Vì tiêu diệt địch nhân, phá hủy mấy tòa thành thị có gì sai chứ? Ánh mắt Chí Bằng nhìn Phong Thành cảm thấy lạ lẫm, hơn nữa toàn thân phát lạnh. Hắn không rõ vì sao những người này đối mặt với sinh mệnh, thái độ lại thản nhiên như vậy, đây chính là mạng sống của hơn 10 vạn người. Phong Thành thấy hắn không nói lời nào, tiếp tục hỏi, nếu như đã biết rõ thủ đoạn của đối phương, ngươi tính làm gì? Chí Bằng nói, ý định của ta là ngăn 18 đế quốc lại trước khi bọn họ sử dụng thiên tai pháo. Phong Thành nói, à, vậy ngươi định ngăn cản thế nào? Là đem thiên tai pháo phá hủy hay đem kẻ thống trị của 18 đế quốc tiêu diệt? Chí Bằng không nói ra lời, bởi vì vô luận là phương án nào, hắn đều không làm được. Lúc này Á Sơn truyền tống tới, sau khi hiểu rõ tình huống liền cười nói, vậy còn không đơn giản. Chí Bằng kinh ngạc nói, làm sao có thể? Đối với Á Sơn không cố kỵ điều gì mà nói, xử lý việc này rất đơn giản. Nếu như bắt được một tên hoàng đế, biến hắn thành bằng hữu của Chí Bằng, vậy có nghĩa là có thể bắt thêm càng nhiều hoàng đế. Đem bọn họ biết thành bằng hữu của Chí Bằng, rất nhiều chuyện có thể giải quyết xong. Mấu chốt nhất chính là, căn cứ theo lời nhận đế, hiện tại hoàng đế của 17 đế quốc đều tập trung ở thành phố Tân Kỳ. Thường cách một đoạn thời gian, sẽ ở tổng bộ tuyệt đối an toàn của Nguyên Pháp Sư Hòa Bảo, triển khai hội nghị. Vậy sao không thừa dịp này, đưa bọn họ một mẻ hốt gọn? Còn có Hòa Pháp Sư kia nữa, cùng một chỗ mang về. Chỉ cần làm thành, như vậy chuyện tiếp theo liền đơn giản. Thông qua mây vị đế vương này thu thập danh sách của vương tộc, sau đó dựa vào mà tiêu diệt, nhẹ nhàng thoải mái. Sau khi xác định được phương án, Á Sơn cùng Phong Thành đem nhận đế đã hạ định vị, đem nàng thả đi. Từ lúc nhận đế bị mang đi, cho tới lúc bị mang về, trước sau tổng cộng dùng 5 canh giờ. Cũng chỉ trong 5 tiếng ngắn ngủi, bên ngoài Nhạc Tiêu Cung thiếu chút nữa trở mặt với nhau. Sau khi nhận đế biến mất, tùy tùng của nàng liền phát hiện khí tức của nhận đế biến mất, do dự một hồi. Liền gõ cửa hỏi thăm, phát hiện không có câu trả lời, liền tiến vào điều tra, rất nhanh liền náo lên. Nhạc Tiêu Cung rộng như vậy, đi chỗ nào tìm người? Ngay tại thời điểm hộ vệ đang nghĩ cách tránh tội, bảo trụ một mạng của bản thân, nữ đế của, bọn họ lại như kỳ tích xuất hiện, ngay ở trong gian phòng cũ. Để cho đám hộ vệ không tưởng tượng nổi chính là, nữ đế nhà mình không rời khỏi phòng, sau khi giày vò một phen liền ôm nữ tử ngủ đi, hiện tại vừa vặn tỉnh lại. Chẳng lẽ, vừa rồi xảy ra tai họa quỷ dị? Ở trên thế giới này, đủ loại chuyện kỳ quái phát sinh mỗi ngày, sự kiện nữ đế mất tích mặc dù có chút ảo ma, nhưng cũng không phải không thể tiếp nhận. Nhưng mà ai có thể nghĩ đến, đường đường là nữ đế của một nước, vừa rồi bị người ta bắt đi thẩm vấn một phen. Hơn nữa còn bị mang tới một chỗ rất rất xa. Bất quá, chỉ cần nữ đế không có việc gì, vậy liền không sao, sợ bóng sợ gió một trận. Chương 866, bị bắt làm tù binh, 2. Một tháng sau, hội nghị của 18 đế quốc đúng hạn tổ chức ở Hòa Bảo. Có rất nhiều nam đế mang theo nụ cười trêu ghẹo hướng nhận đế trêu đùa, đoạn thời gian trước nghe nhận đế ở Nhạc Tiêu Cung chơi đến quên trời quên đất nha, thật khỏe mạnh. Đúng vậy a, nhận đế có nhã hứng này, sao không nói bon ta biết một câu, kết bạn mà đi, tiêu dùng trong đó, cứ tính lên đầu ta là được. Ha ha ha,
bọn hắn cũng biết Nhạc Tiêu Cung đấy, từ lúc đến thành phố Tân Kỳ, bọn hắn chạy tới đây chơi đùa không ít. Chỉ là khiến đám người Nam Đế không ngờ tới, Nhận Đế thoạt nhìn lạnh lùng như băng, vậy mà cũng đi tới. Dưới suy nghĩ của bọn hắn, đều là bậc đế vương, sao không cùng nhau thảo luận nhân sinh? Đều là đế vương, ai cũng không lỗ. Nhận Đế vẫn lạnh lùng như cũ, cũng không để ý tới lời trêu ghẹo của người khác, đối với tao ngộ của mình cũng không nói ra. Nàng không thể bán đứng bằng hữu. Những người khác thấy nàng không phản ứng, cũng không tự làm mình mất mặt, không nói tiếp, mà cùng đế vương mình quen biết, tiếp tục tán nhảm. Rất nhanh Hòa Pháp Sư đi tới, chính thức tiến vào chính đề. Hòa Pháp Sư mở ra một trận pháp, cũng không nói nhiều, mà là nhắm mắt dưỡng thần, tùy ý để các đế vương thảo luận việc sử dụng thiên tai pháo. Cụ thể chính là, thiên tai pháo điều động 10 khẩu, còn 10 khẩu này do ai đến sử dụng. Bởi vì mọi người đều lo lắng, ai nên điều động thiên tai pháo, sử dụng xong thì quyền sở hữu thế nào, Nguyên Châu ai bỏ. Nhao nhao một hồi, đều không có kết quả, đám đế vương nhao nhao thầm mắng, sớm biết như vậy, điều động 17 khẩu không tốt sao. Lúc trước đứa nào đề nghị chỉ điều 10 khẩu. Bất quá, bọn hắn cũng không cần phải vì chuyện này tranh luận làm gì. Bởi vì sau khi bọn họ tổ chức hội nghị, Á Sơn ở trên đảo Hồ Lô đã nhận được tin tức. Á Sơn lộ ra nụ cười mỉm, thông qua định vị thạch của Phong Thành, trực tiếp xuất hiện ở thành phố Tân Kỳ. Nơi đây là một căn nhà kho, Phong Thành sớm đợi ở đây, thấy Á Sơn xuất hiện, vui vẻ nói, Á Sơn lão đại, nơi này chính là thành phố Tân Kỳ, không tệ đúng không? Chờ làm xong tránh sự, ta dẫn ngươi tới Nhạc Tiêu Cung dạo chơi, cho ngươi mở rộng tầm, mắt. Á Sơn cười nói, những cô gái này chỉ được miệng dưới, ngươi tự chơi đi. Dứt lời, thần niệm tỏa ra, rất nhanh tập trung vào vị trí hội nghị. Thành phố Tân Kỳ là thành phố lớn nhất thế giới, là tổng bộ của Hiệp hội Nguyên Pháp Sư, lực lượng phòng hộ vô cùng cường đại, hắn không dám khinh thường. Quay đầu nói, Phong Thành, ngươi tạo khí ức chế biến đổi hóa nguyên đi, đem toàn bộ thành phố Tân Kỳ bao phủ lại, chờ ta đem người bắt đi rồi giải trừ. Phong Thành nói, được. Hắn biến thân thành mệnh tử, kim cương giáp dưới chân xuất hiện, chậm rãi ở dưới mặt đất vẽ ra một trận bàn khổng lồ, sau đó truyền linh lực vào trong. Ánh sáng trắng tỏa ra, rồi lại khôi phục vẻ bình thường. Á Sơn biết rõ khí ức chế đã được kích hoạt thành công, thử điều động nguyên lực của bản thân. Phát hiện không cách nào sử dụng, liền nói, ngươi cần phải duy trì cho tốt, nếu không ta chết thế nào cũng không biết lý do đấy. Phong Thành nói, Á Sơn lão đã yên tâm, ta còn có thể gài ngươi hay sao? Á Sơn khép hờ hai mắt, tập trung vào phòng hội nghị 18 đế quốc, dịch chuyển. Ngay tại thời điểm Phong Thành sử dụng khí ức chế, Hòa Pháp Sư trong phòng hội nghị mở to hai mắt, đứng lên. Chuyện này khiến 17 vị đế vương cả kinh, ngừng thảo luận, nhao nhao nhìn về phía Hòa Pháp Sư, không rõ lắm. Hòa Pháp Sư đưa tay lên mặt gãi gãi, vẻ mặt già nua trở nên âm trầm bất định. Bọn hắn từ lúc nào thấy được vẻ mặt này của Hòa Pháp Sư? 17 vị đế vương ở đây đều là Nguyên Pháp Sư, yên tĩnh một hồi, rất nhanh phát hiện có điểm không đúng, năng lực khôn dùng được. Bọn hắn lập tức hiểu vì sao Hòa Pháp Sư lại thất thố như vậy, năng lực của Hòa Pháp Sư cũng không dùng được nữa rồi. Chuyện này, làm sao có thể? Hơn nữa, loại thủ đoạn giam cầm năng lực vô cùng quen thuộc. Nghe nói cũng vì thủ đoạn này mà liên quân của 18 nước tan thành mây khói. Suy nghĩ thông suốt, bọn hắn liền đứng ngồi không yên, nhao nhao đứng lên, nhìn về phía Hòa Pháp Sư, nhưng mà xuất phát từ thói quen, không đem chuyện bản thân mất đi năng lực nói ra. Nhưng tình cảnh tiếp theo khiến mấy vị đế vương ở đây nhìn phải bối rối. Chuyện gì đây? Ngay tại thời điểm bọn họ đứng dậy, ở trên bàn đột nhiên xuất hiện một tên đại hán mặc áo giáp thủy tinh. Đứng giữa bàn tròn, chiếc bàn tròn bằng gỗ lúc này cũng biến thành kim cương, phía trên khắc đầy hoa văn. Các ngươi bị bắt làm tù binh. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 867, không vui, 1. Không hề bối rối, 17 vị đế vương cùng với Hòa Pháp Sư, tất cả đều bị bắt. Thời điểm nhìn thấy Á Sơn xuất hiện, trong đầu bọn họ xuất hiện một cái tên là đạo tặc thủy tinh vơ vét của cải của dân. Đạo tặc thủy tinh vậy mà tìm được vị trí của bọn hắn, sau đó xuyên qua trùng trùng điệp điệp lớp thủ vệ, đi tới đại bản doanh, sau đó tuyên bố bọn họ bị bắt. Chuyện này giống như nói giỡn,
nhưng lại thật sự xảy ra. Đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, thành phố Tân Kỳ Điện Hòa Bảo chính là nơi an toàn nhất thế giới, không phải một trong. Bọn hắn sở dĩ không ngại thân phận mà chạy tới đây, ngoài trừ bàn chuyện xử lý Quang Diệu Hội, còn mang theo tâm tư lợi dụng Hòa Bảo bảo vệ bản thân. Bọn họ tuyệt đối không ngờ tới chính là bọn hắn đứng ở chỗ an toàn nhất, vậy mà bị đối phương một mẻ hốt gọn. Đến cả Hòa Pháp Sư được xưng nguyên Pháp Sư thần bí khó lường nhất thế giới cũng không thể bảo vệ bọn hắn, đến chính cả hắn cũng bị bắt đi. Đương nhiên, bọn hắn cũng có người hét lớn kêu hộ vệ, nhưng phát hiện tất cả căn phòng đều bị một tầng thủy tinh dày đặc ngăn chặn. Căn bản không có người nào tiến vào. Xong đời, 17 vị hoàng đế phức tạp không thôi. Á Sơn nói, chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp, cam đoan tất cả mọi người khôn chút tổn hao gì. Trấn an một phen, thi triển cấm thân thuật cố định tất cả mọi người tại chỗ, sau đó sử dụng thuật cân bằng lên thân bọn họ, mang theo bọn họ truyền tống về căn cứ. Sau đó gửi tin nhắn vào nhóm, Phong Thành, thu đội. Phong Thành cắt đứt linh lực vào trận bàn, truyền tống về căn cứ. Hắn cũng muốn nhìn một chút mấy vị đế vương cao cao tại thượng ở thế giới này, đến cùng có hình dạng thế nào. Hắn còn muốn, về sau có nên phong cho mình một danh hiệu hoàng đế hay không, nhìn rất thú vị. Sau khi Phong Thành hủy bỏ khí ức chế, năng lực phòng ngự của Hòa Bảo lần nữa mở ra, Nguyên Pháp Sư cũng bắt đầu hành động. Phân một tia ý thức vào phòng hội nghị, nhưng lúc này đã không còn thấy Hòa Pháp Sư cùng mấy vị đế vương khác. Đối tượng bảo hộ của bản thân, không hiểu vì sao lại biến mất, nên làm gì bây giờ? Đám hộ vệ bọn hắn khó mà thoát khỏi tội không làm tròn chức trách, nói không chừng còn khó giữ được cái mạng nhỏ, tìm một vòng không phát hiện đế vương biến mất chỗ nào. Rất nhiều người trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ ta nên cân nhắc gia nhập vào Quang Diệu Hội, không biết bọn hắn còn tuyển người nữa không? Tin tức 17 vị hoàng đế cùng Hòa Pháp Sư bị giấu kín đấy, nhưng mà theo thời gian trôi qua, rất nhanh liền không giấu được nữa, thông qua đủ loại đường truyền đi, phiên bản nào cũng có. Đến cùng không phân biệt đâu là thật, đâu là giả. Trong căn cứ tiểu thế giới, 17 vị hoàng đế cùng Hòa Pháp Sư bị giam giữ trong một căn phòng thí nghiệm. Xung quanh có rất nhiều thiết bị thí nghiệm kỳ quái, đều là loại chưa từng thấy qua, mới thấy lần đầu, đều không biết mình đang ở chỗ nào. Bọn hắn đưa mắt nhìn nhau, đối với tao ngộ lúc này cảm giác bất an sâu sắc, không biết tiếp theo nghênh đón bản thân sẽ là chuyện gì, vận mệnh thế nào. Đám đế vương đang tự hỏi một vấn đề, thân là đế vương, nếu đối phương vu oan giá họa, rút cuộc là khuất phục công khai hay là mạnh miệng đến cùng, bảo vệ tôn nghiêm của hoàng đế, đưa bọn họ mang tới đây. Chính là đạo tặc vơ vét của cải của dân bị hiệp hội truy nã, bọn hắn tuyệt đối sẽ không nhận nhầm, đạo tặc thủy tinh chính là người của Quang Diệu Hội. Nói cách khác, mới khai chiến với Quang Diệu Hội không lâu, những thủ lĩnh như bọn hắn đã bị đối phương bắt lại, không hợp thói thường. Lúc này, rốt cuộc cũng có người lên tiếng, vừa rồi năng lực của bổn hoàng bỗng nhiên mất đi hiệu quả, dù cho bị đưa đến chỗ này, cũng không thể khôi phục. Vân Đế nhíu mày nói, năng lực của bổn hoàng cũng không thể sử dụng. Như thế xem ra, năng lực của mọi người không thể sử dụng. Vậy Quang Diệu Hội tất nhiên nhắm giữ thủ đoạn khiến Nguyên Pháp Sư mất đi năng lực, loại thủ đoạn này rốt cuộc là gì? Quả thật mới nghe lần đầu, khó có thể tin. Không sai, nếu như không có cách nào phá giải năng lực này, giữa chúng ta cùng Quang Diệu Hội, căn bản cũng không thể phân ra thắng bại. Đã quên thiên tai pháo rồi sao? Khởi động thiên tai pháo không cần năng lực. Đừng ngây thơ, thiên tai pháo có thể bằng một vạn Nguyên Pháp Sư sao? Dù cho chúng ta có thiên tai pháo, tối đa cũng chỉ phá hư được mấy thành thị của đối phương mà thôi, căn bản cũng không có tính cơ động. Cân nhắc chuyện này để làm gì, còn không bằng suy nghĩ về tình cảnh trước mắt. Nói đến đây, tất cả mọi người đều trầm mặc. Gia Đế lộ ra vẻ mặt kinh hoàng, chư vị hoàng huynh mau mau nghĩ biện pháp, bằng không cứ như vậy chờ chết sao. Tất cả mọi người lắc đầu thở dài, bọn hắn nếu có biện pháp, cũng không bị bắt tới chỗ này. Chương 868, không vui, 2. Gia Đế quay đầu nhìn về phía Hòa Pháp Sư, nói, Hòa Pháp Sư, theo ngài, tình huống lúc này, chúng ta nên làm thế nào? Đám đế vương đồng loạt nhìn về phía Hòa Pháp Sư, từ khi Hòa Pháp Sư bị mang tới đây, liền nhắm mắt lại, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện gì, càng tựa hồ đang nhắm mắt dưỡng thần. Nghe vậy, hắn mở mắt ra nói, chuyện có thể làm lúc này, chính là yên tĩnh chờ đợi, nếu các ngươi không muốn ăn đòn. Liền ngoan ngoãn phối hợp với đối phương,
nếu cảm thấy ý chí của mình cường đại thì thích gì làm nấy. Đến cả Hòa Pháp Sư cũng khuyên bọn hắn trực tiếp đầu hàng, như vậy liền không có hy vọng gì sao? Gia Đế lại hỏi, Hòa Pháp Sư, ngài kiến thức rộng rãi, có biết làm sao để phá giải thủ đoạn cấm nguyên của đối phương không? Mấy đế vương khác thầm mắng ngu ngốc, nếu biết còn có thể bị đối phương bắt lại sao? Hòa Pháp Sư lắc đầu nói, không biết, có lẽ năng lực của đối phương khá đặc thù, liên quan đến Nguyên Pháp Sư Quỷ Chi, hiệu quả như vậy. Giống như đem Nguyên Pháp Sư biến thành người bình thường, không cách nào sử dụng nguyên, chỉ là không biết năng lực cấm nguyên này có đặc tính như nào, làm sao phòng bị. Mà các ngươi không cần lo lắng, kiên nhẫn chờ đợi là được. Nếu đối phương muốn chúng ta sống, liền có thể sống sót, còn đối phương muốn chúng ta chết, vậy suy nghĩ nhiều làm gì cho mệt đầu. Nói đạo lý hay lắm, 17 vị đế vương không biết nên nói gì. Những vị đế vương, này đợi, một lần đợi chính là 7 ngày, 7 ngày trôi qua, sớm đem ngạo khí cao cao tại thượng của bọn hắn, phai mờ không còn. Hơn nữa trong 7 ngày này, đối với tương lai không biết lại trở nên sợ hãi, nỗi sợ dần dần lan ra, khiến bọn hắn từ từ tiêu tụy. Đúng lúc này, cửa phòng thí nghiệm mở ra, 3 nam tử trẻ tuổi để đầu đinh đi vào, người cầm đầu vô cùng anh tuấn, khóe miệng như nở nụ cười. Đúng là 3 người Tô Hạo. Á Sơn vốn định đem mấy vị đế vương này ném cho Chí Bằng làm bằng hữu, nhưng trong lúc đó nhận ra một vấn đề, những người bị bắt ở đây. Đại đa số là Nguyên Pháp Sư, tạm thời không biết năng lực của bọn họ là gì, nếu tùy tiện đem người giao cho Chí Bằng, chỉ sợ bọn họ đem Chí Bằng gài bẫy. Nếu như dùng khí ức chế, như vậy Chí Bằng cũng không cách nào sử dụng năng lực. Nói cách khác, vì lý do an toàn, giai đoạn hiện tại không cách nào biến bọn họ thành bằng hữu của Chí Bằng. Không có biện pháp, Á Sơn đem chuyện này nói cho Tô Hạo, mà Tô Hạo nghe thấy Á Sơn bắt 10 mấy vị hoàng đế lại. Tấm tắc kêu kỳ lạ, sau khi nhốt lại vài ngày, mang theo Á Sơn cùng Phong Thành tới phòng thí nghiệm giam giữ. 3 người Tô Hạo cũng không biến thân thành mệnh tử, mặc đồ thí nghiệm thường ngày tiến vào. 3 người bọn họ bước đến, khiến mấy vị hoàng đế ở đây trở nên lo lắng. Bọn hắn vốn là vương giả của thế giới này, khí chất cao cao tại thượng tự nhân tử khi sinh đã có, khiến cho người khác không dám nhìn thẳng, nhưng khi nhìn thấy 3 người Tô Hạo tiến vào, khí thế bọn họ lập tức bị chấn nhiếp. Nhìn rất không hiểu đấy, cảm thấy 3 người này không giống mấy người bình thu không ở. Nhất là cặp mắt kia, tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy mọi thứ. Bên trong đám người, mẫn cảm nhất chính là Hòa Pháp Sư. Từ khi 3 người Tô Hạo tiến vào, hắn liền cảm giác được cỗ áp lực đè nặng lên vai. Dường như chỉ cần đối phương búng tay một cái, bản thân hắn liền tan biến. Tô Hạo nhìn xung quanh một vòng, cũng không nói chuyện, tiện tay phát động thuật pháp, đem tất cả mọi người giam cầm tại chỗ, không để cho bọn họ nhúc nhích cùng nói chuyện. Sau đó đi lên phía trước, dưới ánh mắt hoảng sợ của mấy vị đế vương, duỗi ra ngón tay thon dài, lần lượt đem ý thức của bọn họ kéo vào quả cầu không gian, giam giữ trong tủ giam. Lúc này, 18 tính mạng ở đây đều chỉ cần một ý niệm của Tô Hạo. Tô Hạo phất tay giải trừ cấm thân thuật, giam cầm trên người đế vương buông lỏng, khiến bọn họ lui về phía sau vài bước mới đứng vững được. Trong lòng bọn họ kinh hãi dị thường, hoàn toàn không rõ nam tử trẻ tuổi cầm đầu này thế nào, tại sao lại dùng ngón tay đặt lên trán bọn hắn, rút cuộc là sao. Chỉ cảm thấy một dòng nước âm chạy lên đại não, rất thoải mái đấy, nhưng mà địch nhân chẳng lẽ hảo tâm đến mức mát xa đầu cho bọn họ sao? Đáp án dĩ nhiên là không. Gia Đế trẻ tuổi nhất, hắn mới lên ngôi hoàng đế không lâu, còn chưa hưởng thụ hết, hắn không muốn cứ như vậy chết đi. Trong mắt hắn hiện lên nét hoảng sợ, ngoài miệng run rẩy nói, ngươi làm gì với ta? Tô Hạo khẽ cười nói, không cần phải sợ hãi, ta tạm thời không có ý định giết chết các ngươi còn có chút tác dụng. Trước tự giới thiệu, ta tên là Cổ Duy, một người rất dễ nói chuyện chung, đến phiên các ngươi giới thiệu. Nào, từng người một, nói ra tính danh của mình, giới tính, cương vị, có phải là Nguyên Pháp Sư hay không, năng lực là gì? Hiện trường im ắng một mảnh, lông mày Tô Hạo trao lại, các ngươi, thoạt nhìn không vui. Các bạn đang nghe chuyện nhật ký thành thần của ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 869, các ngươi thì sao? 1. Đối với yêu cầu vô lý của Tô Hạo, đám đế vương thật sự không vui. Bọn họ là ai? Chính là thượng hoàng của thế giới này,
lúc nào còn phải tự mình đứa lên báo cáo tên tuổi cùng năng lực. Đây không phải chuyện hạ đẳng mà đám đại thần hay làm sao. Muốn để cho bọn họ cúi đầu dễ dàng như vậy, si tâm vọng tưởng. Bọn hắn với tư cách đế vương có tôn nghiêm trong lòng, không thể dễ dàng thỏa hiệp nhanh như vậy. Ít nhất, cũng phải đợi đối phương uy hiếp một chút. Trong lòng đế vương thầm hạ quyết tâm, chỉ cần đối phương uy hiếp một chút, bọn hắn lập tức chịu thua. Tô Hạo nhăn mày, vừa dứt lời, trong lòng mọi người lộp bộp một tiếng, biết vậy liền không ổn. Những lời này, coi như uy hiếp đi, khẳng định là uy hiếp, lông mày hắn nhăn lại, thoạt nhìn bộ dạng không cao hứng lắm. Tô Hạo tiện tay chỉ một cái, chỉ hướng Gia Đế nói, ngươi tới trước. Gia Đế trẻ tuổi bị Tô Hạo chỉ một cái, hai chân lập tức nhũn ra, hung hăng nuốt xuống nước miếng. Ánh mắt nhìn qua một vòng, tất cả hoàng đế cùng hòa pháp sư đều dùng ánh mắt nhìn hắn, chờ mong hắn biểu hiện. Loại ánh mắt dưới suy nghĩ của Gia Đế chính là hy vọng hắn có thể kiên cường một chút, nhìn xem kiên cường sẽ có hậu quả gì, sau đó thời điểm đến bản thân nên làm sao, có nên kiên cường không. Nói không chừng kiên cường sẽ khiến đối phương vài phần kính trọng, từ đó thả một con đường. Dù sao trong rất nhiều kịch bản, nhân vật chính sau khi bị bắt, thà chết không chịu khuất phục, khí thái anh hùng của hắn làm nhân vật phản diện khuất phục. Sau đó được nhân vật phản diện thưởng thức, trò chuyện vui vẻ, cuối cùng may mắn thoát được tính mạng. Vạn nhất vị nhân vật phản diện trước mặt cũng như vậy thì sao? Gia Đế thầm mắng một tiếng đám gia hỏa không có nghĩa khí, dưới suy nghĩ của hắn, thời điểm này đám đế vương nên cùng nhau đứng ra, cùng hắn đối mặt với đối phương. Gia Đế có chút sờ không được tính nết của Tô Hạo, do dự dự ấp úng cả buổi, thời điểm thấy Trần Tự chuẩn bị phát tác, lập tức mồm miệng rõ ràng. Bắn liên hồi đem nội tình bản thân nói ra, ta tên là Dương Gia, giới tính nam, là Gia Đế khu Dương Hậu, 5 năm trước vừa kế vị đăng cơ, trở thành kẻ thống trị, khu Dương Hậu. Đối với công tác hoàng đế, ta cũng chỉ vừa mới bắt đầu học tập, hiểu biết không nhiều. Nếu như Cổ Duy tiên sinh muốn hỏi tình huống chi tiết, mấy đế vương khác đăng cơ đã lâu, so với ta hiểu biết nhiều hơn một chút. Ta là nguyên pháp sư khí chi hệ chất, nhưng hàng ngày không có rèn luyện, dùng không được thành thục. Dựa theo cấp bậc mà Hiệp hội Nguyên pháp sư phân chia, ta chỉ mới tới cấp tiêu chuẩn, không tạo thành uy hiếp. Tô Hạo lộ ra nụ cười tươi, tốt. Kế tiếp, Gia Đế buông lỏng, nhịn không được lấy tay lau mồ hôi trên trán. Một phút đồng hồ vừa rồi là khoảng thời gian hắn sợ nhất từ lúc sinh ra đến nay. Hắn mặc kệ ánh mắt xem thường của mấy vị đế vương khác, lui qua một bên. Đã có Gia Đế mở đầu tốt đẹp, mấy đế vương khác cũng học theo, rất nhanh đem tin tức của mình nói ra. Về phần nói dối, mọi người ở đây không có ai làm như vậy, bọn họ là ai chứ? Bọn hắn chính là vương giả của thế giới này, tùy tiện hỏi thăm một chút, không người nào không biết bọn hắn sao. Không cần phải nói dối làm gì, bọn hắn đều tự nhủ với mình, thân là đế vương, phải có tôn nghiêm, khinh thường nói dối. Sau khi tất cả đế vương báo cáo xong, Tô Hạo quay đầu nhìn người cuối cùng là Hòa Pháp Sư. Hòa Pháp Sư trải qua thời ngắn điều chỉnh, lại khôi phục lại dáng vẻ tự tin, biểu lộ ôn hòa, mang theo nụ cười thản nhiên, lúc này không cần Tô Hạo thúc giục, hắn liền mở miệng. Ta tên là Hòa Chính, người ta thường gọi là Hòa Pháp Sư, là Tổng Hội trưởng Hiệp hội Nguyên Pháp Sư thành phố Tân Kỳ, hàng ngày chịu trách nhiệm xử lý việc vặt, ở trong Hiệp hội có chút uy vọng. Ta là nguyên pháp sư tâm chi năng lực ảo tưởng, đối với cách sử dụng nguyên, cũng có vài tâm đắc riêng. Hai mắt Tô Hạo sáng lên, mặt mỉm cười nói, hóa ra là lãnh tụ nguyên pháp sư của người thế giới này, thất kính thất kính. Cũng đang có chuyện muốn tìm ngươi trò chuyện một phen, nhưng không biết ngươi ở chỗ nào, không nghĩ tới hôm nay lại có cơ hội gặp được, thật tốt. Chuyện ta muốn thương lượng với ngươi tạm để qua một bên, hỏi mấy vị đế vương này trước đã, xem bọn hắn muốn sống hay muốn chết. 17 vị đế vương trong lòng giống to, dĩ nhiên là muốn sống, người nào lại muốn chết. Tô Hạo quay đầu lại, nhìn về phía mấy vị đế vượng, chính như các ngươi suy nghĩ, ta cùng Quang Diệu hội có quan hệ nhất định. Hơn nữa còn muốn mượn tay Quang Diệu hội, đem sự thống trị của hoàng tộc xóa bỏ. Trong lòng 17 vị đế vương khẽ giật mình. Lúc trước nghe tin tức là một chuyện, hiện tại nghe đối phương tự miệng nói ra, lại là một chuyện khác. Bọn hắn đều có thể ở trong lời nói Trần Tự nghe ra được ngữ khí nghiêm túc. Chương 870, các ngươi thì sao? 2. Tô Hạo lại nói, loại bỏ hoàng tộc cũng không phải là mục đích của ta, chỉ là một trong số thủ đoạn để ta hoàn thành mục đích mà thôi.
ta muốn thông qua việc tiêu diệt sự thống trị 1.000 năm của hoàng tộc, biểu hiện ra thực lực của mình, sau đó mang theo khí thế không thể ngăn cản, tìm kiếm Hiệp hội Nguyên Pháp Sư tiến hành hợp tác, tận hết khả năng giúp ta hoàn thành nhiệm vụ. Hắn thản nhiên nói ra kế hoạch của mình cho bọn họ, đồng thời hy vọng đối phương có thể trả lời câu hỏi của hắn một cách chi tiết. Nghe xong lời nói của Tô Hạo, trong lòng 17 vị đế vương bắt đầu hoảng hốt, nương theo hoảng hốt, tiếp đó là phẫn nộ. Bọn hắn là hoàng tộc, chính là kẻ thống trị tối cao của thế giới này, thậm chí có thể sánh cùng tạo hóa là chủng tộc cao quý. Vậy mà có người dám ở trước mặt bọn hắn, tuyên bố muốn diệt sạch toàn bộ. Mấu chốt nhất là, đối phương dùng bản thân để biểu hiện ra lực lượng của mình. Bọn hắn chính là hoàng tộc chí cao vô thượng, vậy mà là công cụ để người khác biểu diễn. Quả thật là vớ vẩn. Vân Đế nhịn không được nữa, vẻ mặt tức giận mắng mỏ, cuồng vọng. Kế hoạch của ngươi, căn bản không cách nào đạt thành. Dù cho đem tất cả mọi người ở đây tiêu diệt hết, cũng không có khả năng. Tô Hạo nói, ta cũng không chỉ muốn đem các ngươi giết chết, mà còn là tất cả kẻ sở hữu huyết mạch hoàng tộc. Một vị đế vương lớn tuổi khác đứng ra, sắc mặt đỏ lên, chòm râu trắng dựng ngược, như là nhận phải vũ nhục thật lớn. Bất chấp tính mạng của mình, lắc đầu cao giọng nói, kế hoạch của ngươi thoạt nhìn có thể thực hiện, nhưng căn bản không thể làm được. Ngươi đối với thế giới này hiểu biết quá mức nông cạn rồi. Ngươi chống đối với ngươi không phải là hoàng tộc, mà là người của thế giới này. Ngươi cho rằng thống trị thế giới này là hoàng tộc sao? Cũng không phải, hoàng tộc chỉ là đại biểu do các đại thế gia chung tay bầu ra mà thôi. Mặt ngoài hoàng tộc thống trị, trên thực tế kẻ thống trị chính thức chính là tập đoàn lợi ích ẩn nấp phía sau. Ngươi muốn tìm Hiệp hội Nguyên Pháp Sư hợp tác, nhưng lại không biết Hiệp hội Nguyên Pháp Sư chính là một trong những tập đoàn lợi ích so với 18 hoàng tộc còn chiếm cứ nhiều hơn. Ngươi tiêu diệt hoàng tộc, tiền tương đương với động tới lợi ích của hiệp hội, bọn hắn sao có thể giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ được cơ chứ? Tô Hạo cười nói, ngươi nói có chút đạo lý, nhưng mục đích của ta là tìm Nguyên Pháp Sư để hợp tác, không phải động tới lợi ích của bọn họ. Rửa sạch hoàng tộc chỉ là cách ta thể hiện ra sức mạnh của mình, thu hoạch tư cách cùng đối phương hợp tác, không thể hợp làm một. Đương nhiên, ta cũng có ý tứ rửa sạch những thứ chướng mắt mình, tác phong của hoàng tộc ta rất không thích, không đem hoàng tộc tiêu diệt, tương lai 300 năm sau sẽ trở thành chướng ngại của ta. Thấy Tô Hạo bất vi sở động, vị đế vương kia lại nói, trong này quan hệ giao thoa phức tạp, liên lụy nhiều bên, ảnh hưởng đến tính ổn định của thế giới, không thể vọng động. Người trẻ tuổi, ngươi tùy ý làm bậy, chỉ biết đem thế giới này đẩy vào hủy diệt. Tô Hạo nói, nhưng dù cho ta không động, cũng định trước thế giới này sẽ bị hủy diệt. Việc ta cần làm, so với thứ ổn định trong miệng ngươi nói thì quan trọng hơn nhiều. Tô Hạo ngược lại nói, các ngươi không cần hoài nghi quyết tâm của ta, tối đa nửa năm, hoàng tộc sẽ biến mất trên thế giới này. Chuyện ta muốn biết chính là, thân là đế vương, các ngươi muốn cùng hoàng tộc chết đi, hay là muốn sống, hưởng thụ xa hoa đến khi mình nhắm mắt buông xuôi, hưởng phúc một đời. Nếu là vế trước, muốn cùng hoàng tộc chết đi, ta hôm nay có thể tiễn các ngươi một đoạn, còn nếu muốn sống, liền cần phối hợp vô điều kiện với ta, nửa năm sau ta sẽ trả tự do cho các ngươi. Gia đế hỏi, phối hợp thế nào? Tô Hạo nói, rất đơn giản, đem gia phả hoàng tộc đưa cho ta. Đồng tử gia đế co rụt lại, nhịn không được lui về phía sau hai bước. Vị đế vương lớn tuổi nhất dựng râu trắng, chửi ầm lên, si tâm vọng tưởng. Tô Hạo liếc nhìn hắn, ta đã biết lựa chọn của ngươi. Dứt lời, thò tay đánh ra, một đạo bạch quang phóng tới. Phốc! Đầu vị đế vương tóc bạc này đột nhiên nổ tung, màu trắng cùng đỏ bắn ra khắp nơi, bắn tung tóe vào mấy vị đế vương xung quanh. Mấy vị đế vương còn lại trong lòng giật mình, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhịn không được thối lui vài bước, rời khỏi thân thể không đầu của vị đế vương râu bạc. Bọn hắn không nhìn nhầm, vị thanh niên tự xưng Cổ Duy trước mặt, quả nhiên là một người tàn nhẫn một lời không hợp liền giết người. Nhưng mà mấy cũng không nhận ra một điều, ác nhân như vậy cũng khá dễ tiếp xúc, chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp. Trái tim gia đế đập loạn lên, trong lòng không khỏi hô may mắn, cũng may vừa rồi ta không ngạch khí, nếu không, lúc này ta cũng trở thành thi thể không đầu rồi. Tô Hạo thu tay lại, mặt tươi cười nhìn mấy người còn lại, hỏi, các ngươi thì sao? Các bạn vừa nghe xong tập 87 của bộ truyện Nhật ký Thành Thần Của Ta của tác giả Đại Lực Bảo tại thư viện sách nói miễn phí, truyện đọc việt.com.
Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.